39. She English since she was a little girl. Hãy giờ mới chấm lại sao nó form bằng verb ấy. Speak. Bài dùng vậy verb đáo sao nó. Speak. Chứ khi chào bài hành niên. Vậy ông lẽ. Tăng phí niên đang trực mến. Rút. Tỏ chứ chấm lại A bây giờ. Has been speaking. Be spoken. She used to speak hay năng đi has to speak. Vô chụp lại mùi nào đây mà mệt. Hả? A hạt A. A thấu hạt A. Tại sao ấy? Tại sao xin tăng mùi ném thơ ơi dương mắt? Tại sao A tầm lông A kê ca lên kì. Present. Perfect continue. Và cảm thấy là hạt thơ cứ được sao ta A tầm lông A phơ. Perfect, present, perfect. Vì cô thì mùi xin á. Buồn không hiểu cái này thì xin cái này thì gọi xin chi tha xin tha xin thó lo mình chứ thật luôn chưa phải cần thó tập quay xin chăm cho nói đấy nếu như mình nói cho nói ta biết cả ai ta xin bông thì mình tha xin thó xin bông mình tha xin thó nó lo mũi luôn đấy hay mình thành ra mình lo mình chứ cầm đôi chia phải cần thó tập quay đang không phải chung cá xin khó chung cá thành tiền nhớ và xin khó các bạn thành tiền có còn ba nói chung lại bao giờ khi ai chịu không phải thành tiền nhớ anh mẹ không phải xây nhất á chân vô là ngay chung lại e hai sinh khi